Xin chào các bạn nha, mình là Bùi Lệ đây. Đây là một cái video chia sẻ cách làm sao để các bạn mua được cái sản phẩm diệp lục collagen và diệp lục lysine này chính hãng của công ty. Thì thứ nhất là hiện nay ấy, trên thị trường hai dòng sản phẩm này rất là hot. Chính vì vậy nhiều người đã lợi dụng cái điểm này để làm những cái hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm mang lại, chụp lại những cái lợi ích của cá nhân của mình. Chính vì vậy để mua được cái sản phẩm diệp lục collagen và diệp lục lysine đảm bảo chất lượng thì các bạn hãy mua tại những cái cơ sở có uy tín này, có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận, ví dụ như là tờ hóa đơn đỏ này, tờ xác nhận công bố phù hợp về an toàn thực phẩm, và những cái người mà bán hàng online trên mạng thì sẽ có cái banner. Đây các bạn có nhìn rõ không? Đây là banner của công ty. Ví dụ mình là tổng đại lý phân phối diệp lục collagen và diệp lục lysine tại Hải Dương thuộc hệ thống giám đốc kinh doanh Kiều Linh. Và một cái đặc biệt nữa là trên cái hộp sản phẩm này thì cái dòng chữ collagen này, cái dòng chữ collagen này là cái dòng chữ nổi nhá, cái dòng chữ nổi, và có đầy đủ tem của công ty sản xuất này, có mã tem này, đây có mã tem mã vạch, đây đầy đủ mã tem mã vạch nhá, các bạn lưu ý nhá. Và đây cái hộp sản phẩm diệp lục lysine này đây, và cũng có đầy đủ mã tem các thứ nhá. Và cái hộp đây, có những cái chữ green strong kit này đều là những cái chữ lỗi, các bạn chú ý nhá. Và mình chúc các bạn là mua được những cái sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng từ công ty. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.